Yeah. Vâng, em xin chào tất cả các bác yêu thích năng lượng mặt trời nhá. Hôm nay em về được cái lô bình viễn thông rất tuyệt vời luôn. Đây là của thằng Italia, còn cái màu đen các bác vừa nhìn là của thằng Mỹ các bác nhá. Đấy, bác nào nhanh tay thì còn kịp. Các bác mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại ở trên màn hình các bác nhé. Đấy, còn đây là em sẽ test thử cho các bác cái bình viễn thông của thằng Italia, cái bình màu trắng này. Còn cuối video thì em sẽ test thử cho các bác biết được cái nội trợ của cái thằng của Mỹ nha các bác nhé. Đấy, ở đây các bác có thể quan sát, không biết các bác có nhìn rõ không. Đấy, con này nó hiệu suất còn 90% các bác nhé. Con này là 2,8 đến 3 ohm. Đấy, nội trợ của nó rất là nhỏ. Đấy, thì cái hiệu suất của nó là còn 90%. Bảo hành là 6 tháng các bác nhé. Bảo hành cho các bác là 6 tháng. Các bác yên tâm các bác sử dụng. Nếu như mua mới con này là sẽ hơn 4 triệu các bác nhé. Đấy, các bác có thể nhìn rõ em test rồi nhé. Đấy, bây giờ em sẽ test thử cho các bác xem cái con của thằng Mỹ nhé. Vâng, và đây là em sẽ test thử cái bình viễn thông của thằng Mỹ này. Đấy, hai cái bình này có đồng giá như nhau các bác nhé. Các bác muốn chọn cái loại nào thì chọn, em về được mấy chục con, em bán trong vòng phút mốt, các bác nào không nhanh tay là hết luôn các bác nhé. Đấy, con này nội trợ của nó cũng thấp này, 2,3 này, có con thì 2,8 này. Đấy, cho nên là bác nào nhanh tay còn kịp. Đấy, các bác có thể thấy không ạ, rất là tuyệt vời luôn nhé. Các bác mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại ở trên màn hình các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.